Xin chào các bạn đã đến với kênh Duy Kawasaki. Hôm nay là anh Ba đọc giải và gáp Việt gọi là anh Việt Nam. Hôm nay là mùng 3 Tết, được anh Ba đến ghé thăm nhà mùng 3 Tết. Hôm nay là rất vui được anh Ba đến nhà ghé thăm nhân dịp năm mới này. Hôm nay anh Ba sẽ hát bài gấp bài tiếng của Nhất là Hoa Hải Đường. Mời các bạn cùng nghe rapper Việt nổi tiếng đoạt giải nhất thành phố Cần Thơ vô được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.